Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Nguyên. Nguyên nhận được rất là nhiều bạn yêu cầu Nguyên chia sẻ cách nấu món hủ tiếu Nam Vang. Hôm nay thì Nguyên chia sẻ cho các bạn cách nấu món hủ tiếu Nam Vang để kinh doanh. Nguyên chia sẻ cách sơ chế cũng như cách bảo quản nguyên liệu và cách nêm nếm chi tiết nhất để nước lèo thơm ngon và đậm đà. Bây giờ Nguyên mời các bạn xem video. Ở đây là 5kg xương ống nạc, thì xương ống mình phải ngâm muối rồi rửa cho sạch sẽ ha. Nếu mà các bạn bán xíu quất á, bán được giá cao á, thì mình chặt cục to như vậy. Nếu mà mình bán giá bình dân á, thì mình chặt cục nhỏ lại ha. Bây giờ thì mình mang xương ống này rửa lại một lần nữa, rồi mình trụng nước sôi. Ngoài 5kg xương ống có nạc á, thì Nguyên có mua thêm ở đây là 3kg xương trơn. Thì tại vì xương ống á, mình lấy ra trước á, cho nên cái nước lèo nó không có đủ ngọt thì mình phải pha thêm cái này vô ha. Xương này á, mình phải chặt đôi ra để cho nó ra chất ngọt chứ mình đừng có để nguyên cục nha. Và Nguyên có chuẩn bị gan heo, nạc lưng với lại hai cái tim heo á, thì mình ăn hủ tiếu Nam Vang nó rất là ngon. Tim heo này á, thì mình phải rửa sạch sẽ rồi mình cắt ra mình rửa lại nha. Nếu mà các bạn làm thịt luộc á, thì mình nên mua cái loại nạc lưng này á. Mình luộc cái miếng thịt ra nó rất là trắng với lại nó dễ cắt lắm. Nạc lưng này á, thì được cắt ra từ cốt lót heo. Nếu mà các bạn muốn mua thì dặn cái người bán thịt là người ta biết nha. Còn gan heo này thì mình cắt nhỏ lại thì mình mới đi trụng nước sôi. Gan heo á, thông thường nó có những cái này là cái gân á, thì mình phải cắt bỏ tại vì ăn nó rất là dai. Ở đây còn gân thì mình phải cắt bỏ luôn nè. Mình mua miếng gan heo mà nó hồng như vậy thì lúc mà mình luộc xong á, cắt ra nó rất là đẹp, nó không có bị đen. Mình dùng con dao á, mình rạch vài đường ở trên này nè, để chút nữa mình nấu nó ra cái chất dơ. Gan heo á, mình cắt miếng to như vậy á, thì chút nữa luộc xong á, nó sẽ teo lại, mình đừng có cắt nhỏ quá. Bây giờ trụng xương á, thì mình cho vào đây á, khoảng 2 cho đến 3 lít nước, cũng tùy theo cái nồi của các bạn to hay nhỏ nha. Và Nguyên cho vào đây á, một muỗng canh muối và một củ gừng đập dập. Lúc mà nước chưa có sôi thì mình cho hết cái phần xương ống vào mình trụng nha. Và mình bắt lửa lớn nhất cho nó nhanh sôi. Khi nước sắp sôi thì mình dùng đôi đũa mình trộn đều nha. Mình trộn cho cái phần xương ở trên nó cho nó xuống dưới. Nồi nước lèo á, ngon hay không và trong hay không á, thì cũng tùy thuộc vào mình sơ chế cái phần xương ống này nè. Mình phải sơ chế thật là kỹ á, thì mình nấu cái nồi nước dùng á, rất là trong và nó cũng rất là thơm, ngon và ngọt nữa. Mình vớt bỏ cái bọt này á, để nó đừng có bám vô xương ống á, thì chút nữa mình nấu nước lèo nó sẽ không có được trong. Thì bây giờ đã sôi rồi mình vớt ra rồi mình mang đi rửa sạch nha. Nước này á, sau khi đã trụng xương ống có thịt rồi thì mình trụng luôn xương ống trơn thì Nguyên không có quay cái phần này nha. Cái nồi nước hồi nãy thì nó dơ quá rồi thì Nguyên thay cái nồi mới và Nguyên cho vào đây á, nửa muỗng canh muối rồi mình cho nạc lưng vào mình trụng. Ngoài cái cách này á, thì các bạn có thể lấy cái thịt nạc này á, mình cắt ra miếng mỏng giống là mình trụng tươi á, thì cũng được nha. Nguyên thấy cũng có nhiều quán làm như vậy, người ta bán tới đâu thì trụng tới đó, người ta trụng thẳng vào trong nước lèo luôn. Còn gan heo thì mình chưa có cho vào lúc này, tại vì mình cho vào rồi thì cái nước nó rất là đục, như vậy nó sẽ làm cho cái cục thịt nạc này nó cũng bị đen luôn đó. Mình trụng cái thịt nạc này phải làm cho nó thật là trắng thì mình bán nhìn vô nó mới hấp dẫn nha. Bây giờ thì mình lấy tim heo với lại thịt nạc ra. Cái này mình lấy ra mình phải mang đi rửa rồi mình ngâm trong nước liền nha, nếu không nó sẽ bị đen đó. Rồi bây giờ mình cho luôn gan heo vào cái nồi này mình trộn luôn. Gan heo cũng vậy, Nguyên thấy nhiều quán người ta cắt lát mỏng rồi người ta bán tới đâu trộn tới đó, người ta trộn trực tiếp vào trong nước lèo luôn. Thì làm như vậy nước lèo nó sẽ ngọt nhưng mà ngược lại thì nước lèo nó bị đục đó. Tại vì gan heo nó rất là nặng mùi cho nên nó Nguyên phải cho vào đây một muỗng canh rượu nếp với lại 20g củ gừng đập dập. Mình cho hai nguyên liệu này vào thì trụng gan heo nó sẽ rất là thơm và bán đi mùi hôi ha. Cái này thì mình cho nó sôi hơi lâu một chút. Tại vì cái cục này nó to quá, nếu mà mình sôi sơ thôi thì chút nữa mình cho vào trong cái nồi nước dùng nấu thì làm cho cái nồi nước dùng nó dễ bị đen và đục đó. Sau khi mình trụng khoảng 10 phút á, thì mình cũng gấp ra luôn. Và mình nhớ là phải ngâm vào trong nước ha. Cái gan heo này nó rất là dễ bị đen luôn nha.
gan heo, tim heo với lại thịt nạc á, thì Nguyên cũng đã rửa sạch sẽ lại rồi. Ba cái loại này á, nếu mà mình trụng xong á, mà mình chưa cho vào trong nồi nước dùng mình nấu á, thì mình phải ngâm vào trong nước nha. Tại vì nó rất là dễ bị đen và lúc đó thì mình bán nó sẽ không có được đẹp mắt. Và để nấu nước dùng có hương vị đặc trưng hủ tiếu Nam Vang á, thì mình phải sử dụng tôm khô á, với lại khô mực nha. Khô mực này thì Nguyên mua là 380 kg. Các bạn chọn khô mực á, thì mình chọn cái con mà nó tròn như vậy thì nó là khô mực. Còn mà cái loại mà nó ốm ốm á, dài dài, cao cao như vậy nè, thì cái loại đó là mực ghim á. Thì mình nấu cái nước lèo á, nó không có ngọt bằng cái loại khô mực này. Mình mua con nhỏ này thì thấy rất là vừa. Ở chỗ bán á, thì họ còn một cái loại khô mực á, nó nâu hơn nhưng mà nó nhỏ hơn. Cái loại đó thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Nguyên nghĩ là mình không có nên mua cái loại đó, tại vì mình nướng lên á, nó có cái mùi thủm thủm á, do mực nó không có được tươi đó. Nếu mà các bạn bán được giá cao á, thì mình xài khô mực nhiều chút xíu thì nước lèo nó sẽ càng ngon và càng thơm hơn. Còn cái loại tôm khô nhỏ này á, thì Nguyên mua là 450 một ký. Nếu mà các bạn bán giá bình dân á, thì mình nên mua ruốc mình nấu nha, tại vì cái này tính ra thì giá cũng rất là cao. Nhưng mà nếu mà mình nấu bằng tôm khô á, thì nó sẽ ngọt nước hơn, với lại cái mùi nó cũng thơm hơn. Bây giờ mình mang tôm khô với lại khô mực á, đi rửa sạch sẽ mình mới rang nha. Và Nguyên xin giới thiệu thêm một cái nguyên liệu để mình nấu nước dùng. Cái này là củ xá bấu, tức là củ cải mặn ha. Mình không có dùng củ cải tươi mình nấu, tại vì củ cải tươi á, nấu ra cái nồi nước dùng á, thì nó rất là hăng cái mùi củ cải, với lại nó nghiêng về cái mùi của hủ tiếu gõ đó. Thì Nguyên sẽ sử dụng là củ cải muối. Cách nấu nước dùng hủ tiếu Nam Vang á, mình dùng củ cải muối này thì cái công thức này á, không phải ai cũng chia sẻ cho các bạn đâu nha. Mình nấu bằng cái củ cải muối này á, thì nước lèo nó rất là thơm đó. Mình cũng không có nên sử dụng nhiều quá nha, tại vì nhiều quá thì nấu cái nồi nước dùng nó sẽ bị mặn đó. Bây giờ mình mang đi rửa sạch lại. Nguyên bắt cái chảo và cho cái phần tôm khô đã rửa sạch vào chảo. Tôm khô này thì mình nên rang cho nó thiệt là thơm á, mình nấu nước dùng á thì nó sẽ phát huy được cái mùi thơm ha. Nếu mà mình nấu trực tiếp á thì Nguyên thấy nó hơi tanh đó. Mình rang đến khi nào á mà tôm khô nó săn lại với lại nó nhảy nhảy lên á, tức là nó đã đủ khô rồi, thì mình lấy ra ha. Đó, nó như vậy nè. Lúc mà mình rang á thì mình cũng hửi được cái mùi thơm của tôm khô rất là thơm luôn. Thì mình dùng luôn cái chảo này á, mình cho hết khô mực vào á, mình rang. Nếu mà các bạn có cái lò nướng than á, thì mình cho vào thì càng thơm ha. Do nhà Nguyên thì không có xài than nên mình rang bằng cái chảo như vậy á, thì Nguyên thấy cũng được. Thì mình cứ rang mặt này vàng rồi thì mình lật mặt bên kia mình rang tiếp cho nó thơm. Hương vị đặc trưng của món hủ tiếu Nam Vang á, thì phải có tôm khô với khô mực thì nó mới ra được. Mình rang đến khi nào mà thấy cái chảo mà nó bốc khói như vậy nè, với lại nó rất là thơm rồi, thì mình lấy ra nha. Mình đừng có rang nó bị khét, tại vì khét rồi thì nấu nó bị đắng đó. Khô mực và tôm khô sau khi rang xong á, thì mình không cần rửa nước lại nha, tại vì lúc nãy mình trước khi rang á, mình đã rửa rồi. Thì Nguyên cho vào cái túi vải này nè, mình cột lại mình mới nấu. Do Nguyên nấu bằng cái nồi điện, và cái chỗ ra nước lèo á, nó rất là nhỏ thì Nguyên sợ nó bị kẹt á, cho nên Nguyên bọc lại mình nấu. Thì mình cột nó lỏng lỏng như vậy á, mình nấu nó mới ra chất ngọt được nha. Còn củ cải muối này á, sau khi rửa sạch sẽ rồi á, thì mình cắt bỏ cái đầu ha, rồi mình mới mang đi mình nấu. Và Nguyên chuẩn bị ở đây là 100g củ gừng. Củ gừng này á, sau khi nướng xong á, mình rửa lại ha. Mình rửa hết những cái bị khét á, rồi mình đập cho nó dập á, mình nấu thì nó mới ra cái mùi thơm. Nguyên chuẩn bị cái nồi này để nấu nước dùng là 60 lít nha. Cái lòng đầu tiên Nguyên cho vào thì cho hết 3 cái xương ống trơn vào mình nấu. Tại vì cái phần này là mình không có lấy ra cho nên mình để ở dưới. Và cho luôn tôm khô với lại khô mực vào. Cho luôn củ xá bấu ở dưới, tại vì cái này mình cần phải nấu lâu ha. Và cho luôn củ gừng vào luôn. Còn cái lòng ở trên á, thì Nguyên cho 5 kg xương ống mà có thịt á, mình cho ở trên để chút nữa mình lấy ra cho nó dễ nè. Khi cho hết 2 cái lòng vào mà thấy cái lượng nước nó còn ít á, thì mình cho thêm nước vào. Lúc ban đầu á, mình đừng có cho nhiều quá, tại vì mình cho hết 2 cái lòng vào á, nếu mà nước nó nhiều quá nó hay trào ra lắm.
Khi cho đủ lượng nước vào á, thì mình bật công tắc nấu nhanh á, mình nấu khoảng 35 cho đến 40 phút á, thì cái nồi nước này nó sẽ sôi lên. Cái nồi này thì nguyên nấu được 30 phút thì nó bắt đầu lên bọt á, thì mình phải dùng cái vá mình vớt hết những cái bọt này đi nha. Nếu mà các bạn dùng bằng cái lò than bình thường á, thì có thể nấu từ 1 tiếng rưỡi á, cho đến 2 tiếng á, nó mới sôi lên được. Thì Nguyên thấy á, mình nấu bằng cái nồi điện thì nó rất là tiện, với lại nó cũng không có hao điện nhiều nữa. Nếu mà các bạn nấu kinh doanh á, mình nên chọn cái khung thời gian mà tiền điện rẻ mình nấu á, thì tiền điện Nguyên thấy thì cũng không có được bao nhiêu tiền. Hồi xưa thì Nguyên không có biết về cái vấn đề này đâu, tại vì do mình mới xài cái lò điện này nè, cái thấy tiền điện nó cao quá thì Nguyên lên mạng tìm hiểu á, thì mình mới biết được là cái thời gian sử dụng điện nó có 3 khung giờ lận. Thì các bạn lên mạng á, mình tìm hiểu thêm cái vấn đề này nha. Cái nồi này á, Nguyên mua cũng 6-7 năm nay và xài á, thì thấy cũng rất là bền và nó cũng ít có bị hư lắm. Cái hiệu Nguyên xài là hiệu New Sun ha, các bạn có thể lên mạng mình tìm kiếm thêm. Sau khi vớt bọt sạch sẽ thì nước nó rất là trong nè. Thì bây giờ mình đậy nắp lại, nhưng mà mình đậy một nửa thôi nha, để mình dễ kiểm tra đó. Bây giờ thì mình vặn lửa là 120 độ, Nguyên sẽ nấu trong thời gian là 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng thì Nguyên lấy cái nắp nồi này ra nè. Thì bây giờ mình cho hết cái phần tim heo, gan với lại thịt nạc vào. Các bạn đừng có sợ là cho gan heo với lại tim heo vào á, sẽ làm cho nước nó bị đục nha. Nguyên nấu á, thì nấu lúc nào cũng ở lửa lăn tăn á, cho nó sôi nhẹ nhẹ thôi. Thì cái nước lèo nó rất là trong, nó không hề bị đục nha các bạn. Mình hớt cái phần bọt thôi, còn cái phần mỡ á, mình đừng có hớt đi ha. Tại vì có một chút xíu mỡ á, mình múc vô cái tô hủ tiếu á, nó mới béo và thơm đó. Sau khi mình cho gan heo với lại tim heo vào rồi á, thì mình không cần đậy nắp lại cũng được nha. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị cái hành phi với lại tỏi phi. Nấu cái nồi nước dùng hủ tiếu Nam Vang thì Nguyên dùng hành tím với lại tỏi luôn, thì mình không cần phải cắt ra. Và bây giờ mình sẽ mang đi mình phi luôn. Cái này thì Nguyên cũng đã rửa sạch sẽ rồi nha. Mình cho dầu vào chảo á, rồi mình làm nóng dầu đi. Khi dầu nóng rồi á, thì mình cho tỏi vào trước. Sau khi cho tỏi vào á, khoảng 1 phút á, thì mình cho luôn hành tím vào, rồi mình đảo cho nó đều nè. Mình phải phi cho nó vàng thơm á, thì mình nấu cái nồi nước dùng á, thì nó mới có cái màu vàng óng á, nhìn nó sẽ đậm đà hơn. Mình phi đến khi nào á, hành tím với lại củ tỏi á, nó có màu vàng đều hết á, thì mình vớt ra nè. Các bạn thấy cái màu vàng này nó rất là đẹp, thì mình nấu trong nước lèo á, thì nó sẽ tạo cái màu vàng óng cho nước lèo đó. Sau 30 phút á, thì mình lấy cái lòng này ra luôn. Nguyên phải nhờ ông xã lấy ra, tại vì mình để vô thì dễ ha, còn lấy ra thì nó rất là nặng. Sau khi mình nhích lên khỏi mặt nước rồi á, mình phải đợi cho nó nhiễu nước một chút á, mình mới lấy ra ha. Nếu không á, sẽ nhiễu nước sôi vô cái chân mình đó. Các bạn xem nè, cái nồi nước dùng á, nó trong veo luôn, nó không hề bị mà đục nha. Cho nên á, các bạn đừng có sợ là mình bỏ gan heo với lại tim heo vào sẽ ảnh hưởng. Và bây giờ thì mình cho hành tím với lại tỏi phi vào mình nấu. Bây giờ thì mình nấu thêm từ 3 cho đến 4 tiếng á, cho xương ống, tôm khô với lại khô mực á, nó ra chất ngọt nha. Xương ống sau khi lấy ra rồi á, thì mình phải rửa cho nó nguội hoặc là mình ngâm trực tiếp vào trong nước nha. Do Nguyên phải làm video cho nên cho các bạn xem là cái hình dạng mình nấu xong như thế nào cho các bạn xem. Chứ thực ra mình nấu xong á, là mình phải ngâm vào trong nước liền cho cái xương ống này nó không có bị thâm đen nha. Xương ống á, sau khi mình nấu xong nó mềm nhưng mà nó không bị nát ra thì rất là ngon. Còn gan heo với lại tim heo và thịt nạc á, thì mình cũng phải ngâm vào trong nước. Các bạn thấy nè, hồi nãy Nguyên lấy ra mà chưa có kịp rửa thì nó bị đen cái phần trên liền đó. Cái nước ngâm xương ống với lại gan heo thì cứ 1 lít nước thì mình cho vào đây là 10 g muối nha. Thịt nạc các bạn xem nè, nấu xong nó rất là trắng luôn. Nếu mà các bạn buổi tối nấu và bán vào buổi sáng thì mình cũng ngâm vào trong nước lạnh, sau đó thì mình cho vào ngăn mát tủ lạnh và buổi sáng mình lấy ra mình cắt. Tại vì tim gan với lại nạc thì mình cắt lạnh nó rất là dễ cắt, còn mà mình mới nấu xong thì cắt nó hay bị rã ra lắm.
Cái nồi nước dùng này á, thì Nguyên nấu hồi tối hôm qua và bây giờ là buổi sáng á, thì Nguyên lấy nắp ra nè. Sau khi Nguyên nấu được 3 tiếng rưỡi thì nước nó rút xuống rất là nhiều, nhưng mà các bạn thấy cái nước lèo nó vẫn rất là trong nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ thêm nước vào mình nấu tiếp nữa. Và trước khi mình thêm nước vào thì mình lấy hết hành với lại tỏi ra nha. Tại vì hành với lại tỏi mình nấu cái thời gian dài thì nó cũng rất là mềm rồi, mà mình xịt nước vô lúc này làm cho hành và tỏi nó bị nát ra, lúc đó thì nước lèo nó sẽ bị đục đó. Khi xịt nước thì mình xịt ở xung quanh cái thành nồi nha, mình đừng có xịt vô trực tiếp sẽ làm cho cái nước nó bị đục. Cái nồi này là đựng được 60 lít nước, thì cái mức nước này Nguyên cho vào đã trừ hao cái lòng với lại xương trắng ở dưới thì ở đây khoảng còn là 50 lít nước. Khi nước nó sôi lại thì nó có bọt thì mình vẫn tiếp tục mình vớt bọt nha. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị cái gia vị để nêm nếm. Nêm nếm nước dùng cho hủ tiếu Nam Vang thì Nguyên sử dụng là đường phèn, muối hột, hạt nêm với lại nước mắm. Và Nguyên có sử dụng thêm bột ngọt, nhưng mà Nguyên không có để ra ngoài, tại vì Nguyên cho bột ngọt có nhiều bạn hay bình luận trái chiều cho nên Nguyên sẽ ghi cái công thức và các bạn muốn cho bao nhiêu thì cho ha. Thực ra mình ăn uống ở ngoài đường thì không có chỗ nào mà họ không có cho bột ngọt đâu nha, coi theo nhiều hay là ít thôi. Với cái lượng gia vị này thì Nguyên nấu cái nồi nước dùng là 50 lít, nếu mà các bạn nấu nhiều hơn hoặc là ít hơn thì mình tự gia giảm lại. Hạt nêm thì Nguyên sử dụng cái hiệu Chinh Su, còn nước mắm thì Nguyên sử dụng cái hiệu Hưng Thịnh này nè. Nguyên thấy nêm bằng cái nước mắm Hưng Thịnh này thì nước lèo nó rất là đậm đà, với lại nó không có vị chua đó. Bây giờ thì mình cho hết tất cả gia vị vào trong nước dùng. Nếu mà các bạn dùng cái nồi điện này mà mình nấu nước dùng á, cái thời gian giữ ấm á, nó lên tới từ 12 cho đến 16 tiếng đồng hồ, nó vẫn còn rất là nóng á, cho nên mình nấu nước dùng á, nó không có bị hư đó. Tất cả các nguyên liệu và công thức tính gia vị Nguyên sẽ ghi ở hết ở phần nội dung mô tả cho các bạn dễ tham khảo hơn. Cái phần nội dung mô tả là cái mũi tên ở dưới phần tiêu đề nha, vì có nhiều bạn không có biết nằm ở đâu thì Nguyên để luôn cái hình minh họa cho các bạn dễ tìm nè. Sau khi nêm nếm gia vị, nếu mà nồi nước dùng nó có bọt thì mình vẫn tiếp tục mình vớt bọt. Và trong quá trình mình bán mình phải thỉnh thoảng mình thử cái nước lèo nó có bị mặn không. Nếu mà nó bị mặn, nó sắc xuống quá nhiều thì mình phải thêm nước, nếu không người ta ăn hủ tiếu sẽ rất là mặn. Để ăn hủ tiếu Nam Vang thì không thể thiếu thịt bằm, tôm, trứng cút, còn cực heo thì có hay không cũng được nha. Tôm này là tôm sú nha các bạn, thì Nguyên mua là 190.000 một ký, cái này một ký có 60 con nè. Mình sử dụng tôm sú thì sau khi luộc xong á, cái vỏ tôm nó rất là đẹp, thì sẽ làm cho cái tô hủ tiếu Nam Vang nó sẽ bắt mắt hơn đó. Bây giờ thì Nguyên trụng tôm, thì mình bắt nồi nước sôi á, khi nước đã sôi rồi thì mình cho tôm vào. Sau khi cho tôm vào á, thì Nguyên tắt lửa liền và Nguyên sẽ ngâm tôm trong 1 phút rồi mình vớt ra. Tôm thì mình không có nên nấu trực tiếp, tại vì nấu thì nó rất là dễ bị teo lại và nó sẽ bị mất thịt. Còn mà mình ngâm nước sôi như vậy thì làm cho con tôm nó đầy đặn thịt hơn, với lại cái thịt nó cũng ngọt hơn nhiều. Và sau 1 phút thì mình vớt ra liền. Khi mà mình vớt ra mình phải ngâm vào trong nước lạnh liền luôn nha, để cho con tôm nó săn lại và nó sẽ giòn hơn. Tôm sau khi nguội rồi thì mình lột bỏ cái đầu tôm, rồi mình gỡ cái vỏ ra, nhưng mà mình chừa cái phần đuôi ra nha. Tại vì thí dụ mà mình lột luôn cái đuôi thì nhìn con tôm nó rất là nhỏ. Các bạn xem á, tôm mà mình trần qua nước sôi thôi, mình không có luộc á, thì nó rất là căng nè. Các bạn thấy đâu, nó rất là chắc luôn đó, nó giòn lắm. Sau khi đợi nồi nước dùng mà sôi lại á, thì mình đi chuẩn bị xào thịt bằm. Xào thịt bằm á, muốn cho nó thơm á, thì mình cho thêm cái ruốc này vào á, thì sẽ làm cho thịt bằm á, nó rất là thơm. Ruốc này thì Nguyên mua với giá là 130.000 một ký. Nếu mà các bạn bán giá bình dân thì mình lấy ruốc mình nấu nước lèo thì Nguyên thấy nó cũng rất là thơm và ngon. Và cứ mỗi một ký thịt bằm Nguyên sẽ cho vào là 20g ruốc. Nếu mà các bạn muốn ngon hơn thì cho 50g, thì giá thành nó cũng không có là bao nhiêu.
Ở đây là 20 gram ruốc thì Nguyên đã rửa sạch sẽ rồi. Thì bây giờ mình mang đi rang cho nó thơm á, rồi mình xay ra mình trộn vào trong thịt bằm nha. Nếu mà các bạn không có mua được thì mình không cần cho cũng được, nhưng mà cho vào thì thịt bằm nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Mình dùng một cái nồi nhỏ và cho ruốc vào, rồi mình dùng đôi đũa mình đảo cho con ruốc này nó khô với lại nó thơm. Mình cũng không cần phải rang cho nó thật là ráo, như vậy là được rồi, tại vì ráo quá mình xay ra nó rất là sạm. Nguyên cho ruốc vào cái máy xay hành này á, thì mình nhấn khoảng 1 phút là được, tại vì mình xay nó hơi lạm sạm á, thì ăn nó sẽ ngon hơn. Mình xay như vậy là được rồi nè. Ruốc sau khi xay xong á, thì bây giờ mình đi ướp thịt bằm nè. Nguyên cho vào đây á, nửa muỗng canh muối, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột nêm, một muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu. Và Nguyên cho vào đây 100ml nước, mình cho nước vào làm cho cái thịt này nó mềm hơn, rồi mình dùng đôi đũa mình trộn đều. Thịt này mình không có cho bột năng nha các bạn. Mình bắt cái chảo và cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu và 30g tỏi băm, thì mình xào cho tỏi băm nó thơm. Sau khi mình xào tỏi băm này nó thơm rồi thì mình cho thịt nạc xay vào mình xào. Mình ăn hủ tiếu Nam Vang thì nhất thiết là phải có thịt bằm thì nó mới ngon, cho nên mình phải ướp gia vị và mình xào cho nó thơm lúc mà mình cho vào tô hủ tiếu, thì tô hủ tiếu nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Mình xào đến khi nào mà thịt nó chín rồi thì mình cho ruốc vào nè. Mình cho ruốc vào trong thịt bằm mình xào thì cái mùi thịt bằm này nó rất là thơm, thì làm cho tô hủ tiếu nó ngon hơn. Nếu mà các bạn thích cái mùi ruốc thơm hơn thì các bạn có thể cho đến 50g á, như vậy cái thịt bằm này nó sẽ rất là thơm. Sau khi mình xào thịt nó chín rồi thì Nguyên cho cái này là nước dùng của hủ tiếu Nam Vang nè, thì mình cho vào sao cho ngập qua cái thịt bằm là được. Mình cho nước sao cho mà ngập qua cái thịt bằm như vậy là được. Các bạn có thể cho nước lọc, nhưng mà mình cho nước dùng thì thịt bằm nó sẽ ngon hơn. Nếu mà mình cho nước không ngập qua thịt bằm thì làm cho thịt bằm nó dễ bị đen nha. Thịt chín rồi thì mình tắt lửa và mình múc để vào một cái nồi. Thịt bằm này thí dụ mà mình xào xong mình bán nhanh thì để ở ngoài không sao. Nếu mà mình bán chậm là mình phải cho vào ngăn mát tủ lạnh ha. Nếu không nó rất là dễ bị chua, nó lên bọt là nó chua nha các bạn. Bây giờ thì mình chuẩn bị mình cắt thịt nè. Thịt này thì mình mang ra từ trong tủ lạnh thì rất là dễ cắt. Cái sớ thịt nó dọc như vậy thì mình đừng có cắt ngang nha. Cắt ngang như vậy thì nó rất là dễ bị nát thịt. Và mình cắt theo cái dọc của nó thì nó rất là dễ cắt, với lại nó không có bị nát ra đó. Các bạn thấy mình cắt ra miếng thịt đó, nó không có bị nát ra, với lại nó cũng rất là dễ cắt. Cái miếng thịt cắt ra rất là trắng luôn ha các bạn. Cục thịt đó khoảng 400g thì Nguyên thấy cắt ra là rất là nhiều miếng luôn đó. Thì bây giờ mình đặt lên đĩa luôn. Còn tim heo thì mình cắt đôi nó ra. Rồi mình cắt lát mỏng. Do tim heo giá cũng rất là cao cho nên mình cắt mỏng một chút nha. Rồi mình cũng đặt lên đĩa luôn. Rồi bây giờ thì mình cắt gan heo luôn. Gan heo thì mình cắt theo cái chiều nào mà mình thấy nó ra cái miếng đẹp á, giống như từ bên này mình cắt nè. Gan heo mình cắt ra, mình thấy màu đỏ, mình đừng có tưởng là nó không chín nha, tại vì cái gan này là gan hồng á, cho nên nó có cái màu như vậy. Gan heo mình phải cắt cái miếng bự bự như vậy á, mình trang trí lên cái tô hủ tiếu Nam Vang á, thì nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn, thì mình cũng đặt lên đĩa luôn. Bốn nguyên liệu này Nguyên đã chuẩn bị xong rồi. Trứng cút thì các bạn luộc rồi mình lột vỏ ra nha. Còn cái cách sơ chế cực heo thì Nguyên không có chia sẻ, do lần trước Nguyên làm cái món cực xào gừng Nguyên có chia sẻ rồi, thì các bạn có thể bấm vào xem lại nha. Và ăn kèm với hủ tiếu Nam Vang thì phải có xà lách thì nó mới ngon. Ngoài xà lách thì phải có rau cần thì hủ tiếu Nam Vang mới ngon. Các bạn có thể mua thêm tần ôn. Và đây là cái chén nước sốt mà làm hủ tiếu Nam Giang khô thì Nguyên cũng đã chia sẻ rồi. Còn tóp mỡ thì Nguyên cũng đã chia sẻ, thì Nguyên sẽ để đường link ở dưới phần nội dung mô tả luôn nha.
Và ăn kèm với hủ tiếu Nam Vang á, thì mình cho tỏi ngâm nó sẽ rất là ngon. Thì tỏi ngâm Nguyên cũng đã có cái link chia sẻ rồi, Nguyên để luôn ở phần nội dung mô tả nha. Thì mình làm thêm tỏi phi nè, rồi chanh ớt nữa. Và cuối cùng là giá với lại hủ tiếu dai. Hủ tiếu dai thì các bạn mua cái loại nào mà tương đối dai thì nó mới ngon. Tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì bây giờ mình đi trụng hủ tiếu. Cái cách trụng mì với lại cái cách trụng hủ tiếu nó hoàn toàn khác nhau nha. Mình trụng mì thì phải mở cái lửa lớn cho cái nước nó sôi bùng lên, còn trụng hủ tiếu thì nó ngược lại. Thực ra mình trụng hủ tiếu thì với cái nước sôi 90 độ thì mình có thể trụng được rồi. Nếu mà trụng trong nước sôi quá thì hủ tiếu nó rất là nhanh bị nhão. Và Nguyên chia sẻ cho các bạn thêm một bí quyết nữa là hủ tiếu sau khi mình trụng nước sôi rồi á, thì mình nhúng vào trong nước lèo á, thì sẽ làm cho cái sợi hủ tiếu nó thấm hơn và nó đậm đà ngon hơn rất là nhiều nha. Nếu mà các bạn làm cái cách này á, tốt nhất á, là mình cho riêng một cái ống nước lèo á, để mình nhúng hủ tiếu, chứ mình đừng có nhúng trong cái nồi nước dùng. Tại vì mình nhúng vô cái nồi nước dùng này á, thì cái sợi hủ tiếu nó cũng hơi chua á, sẽ làm cho cái nồi nước dùng này nó cũng mau hư lắm. Nguyên thấy là rất là nhiều quán họ cũng làm như vậy nha. Thì bây giờ hủ tiếu đã trụng xong á, Nguyên nhúng vào trong nước lèo á, khoảng chừng 5 cho đến 10 giây á, thì mình lấy ra rồi mình cho lên tô. Hủ tiếu mà mình nhúng lại vào trong nước lèo á, sau đó mình cho topping vào á, mình mới chan nước lèo á, thì sẽ làm cho cái hủ tiếu nó thấm nước lèo và rất là ngon, nó không có bị nhạt đó. Nếu mà các bạn làm hủ tiếu khô á, thì mình không cần làm cái bước hồi nãy nha. Thì mình trụng hủ tiếu xong á, giờ mình cho một ít mỡ heo rồi mình cho luôn cái sốt vào. Nếu mà làm hủ tiếu khô á, thì mình cho cái sốt nhiều hơn là mình chan mì nha. Tại vì cái mì thì nó không có hút mặn bằng hủ tiếu. Rồi bây giờ thì mình múc nước lèo vào trong hủ tiếu nè. Nước lèo rất là trong và rất là thơm luôn nha các bạn. Hủ tiếu sau khi cho nước lèo vào á, thì mình cho xà lách với lại rau cần vào. Như vậy là Nguyên vừa chia sẻ xong cách nấu món hủ tiếu Nam Vang để kinh doanh. Hy vọng video này sẽ giúp được các bạn. Video đến đây Nguyên xin tạm ngừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nguyên. Nếu các bạn thích video này thì cho Nguyên một like và một đăng ký kênh. Nguyên cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt các bạn. Tối chè tại ca sâu thảy.